Trời Vinh Văn Hổ. Bà nội nó đâu đây có nữa vậy trời. Vinh Văn Hổ mà nó chết rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái khoang của nó nè. Trời ơi đâu đây nữa cho bà. Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay á, Tấn tiếp tục đi thăm lập gắn nha cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay á, Tấn đi bên cái cạnh bên Đồng Tháp nè cả nhà. Thì hôm nay đi á, thì đồ á, thì Tấn đem 4 cái bẫy xi cua với 40 con chuột nha cả nhà, với 50 bịch lúa. Tại vì hôm nay á, là cái luồng bẫy này Tấn đặt 50 cái lần cả nhà. Tấn đặt ở những cái đường đan này vậy không à, đường đan đường đá không à cả nha. Tại vì Tấn lội bộ không có nổi cả nhà. Lội mấy anh em lội hay quá, còn Tấn lội không nổi nên Tấn đặt những cái đường này nè. Thì thường những cái đường này á, là cũng có nhiều anh em đặt trước hết rồi cả nhà, nên dính thì chắc nó cũng không có bằng mấy anh em lội ở ngoài ruộng ngoài vườn. Thì hôm nay là cũng cuối tuần rồi cả nhà, bữa nay thứ bảy rồi, thì Tấn cũng không quên chúc cả nhà mình á có một ngày mới và một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nghe cả nhà. Rồi để Tấn đi đến cái bẫy đầu tiên á, thì Tấn quay lại á, Tấn ghi hình lại. Rồi cái thứ hai nữa là Tấn chỉ ghi hình lại những cái bẫy nào á mà nó có dính á nha cả nhà. Nó có dính á thì Tấn mới ghi hình lại rồi đăng cho cả nhà mình xem nha. Chứ còn những cái mà không dính á, quay rồi đăng một cái thì nó dài dữ lắm, dài nha cả nhà. Okay, để Tấn đến cái bẫy đầu tiên rồi Tấn quay lại ghi hình lại cho cả nhà mình xem nha. Và những cái bẫy tiếp theo nó có dính nha cả nhà. Cả nhà mình xem á, thương Tấn đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Thì đây nè cả nhà, Tấn cũng đến cái bẫy đầu tiên rồi nè cả nhà. Cái bẫy đầu tiên của cái luồng này luôn nha. Nước nó ngập quá trời rồi cả nhà. Chắc cũng có thể một số bẫy bị ngập. Cái bẫy này còn chuột cả nhà. Còn chuột cái thinh nè. Nè. Để Tấn đặt lại cái bẫy này nha. Nước nó ngập quá, Tấn nghi bị chết chuột nhiều quá cả nhà. Tại vì bữa hổm Tấn đặt nó cũng hơi thấp. Mấy cái bẫy kia Tấn đặt nó cũng hơi thấp. Rồi. Để đến cái bẫy tiếp theo nó có dính nó, Tấn quay lại cho cả nhà xem nha. Đây, đến cái thứ hai rồi nè cả nhà. Ủa, bữa đặt cảnh nào ta? Bên kia hay bên đây? Ủa, chắc chết chuột rồi cả nhà. Nước ngập lên bít chân rồi nè. Chết chuột rồi. Tấn giờ chết chuột trong rồi. Cái này không biết sao mấy cái kia nãy nước ngập chết chuột hết trơn rồi cả nhà. 4-5 cái chết chuột hết trơn này. Cái này cũng chết chuột trước luôn rồi. Dính được con hành nè. Chắc nó ăn nó ói rồi quá cả nhà. Được con hành ba nè. Nè cả nhà thấy không? Dính con đầu tiên nha. Để Tấn cái con này chắc nó ói ra quá. Đây, để Tấn đặt cái bẫy mới lại vô nha. Đây, tới cái nữa mà ta chặt xả tiêu trơn rồi cả nhà. Nó đạp banh cái bẫy luôn rồi. Chơi kỳ chặt xả rồi đạp banh bẫy trơn như trời. Trúng nữa rồi. Bó tay luôn rồi. Đạp xẹp lép hết trời. Nè, cả nhà thấy không? Lép cái bẫy chứ. Để coi Tấn coi sửa lại được không cả nhà. 9-10 cái gì nước ngập tiêu hết trơn cả nhà ơi. Coi Tấn đặt thấp quá. Ở đây cũng bị ngập luôn rồi còn gì nữa. Tấn không biết nước nó lên dữ vậy. Chết chuột hết trơn. Chiếc này chắc đắp ao quá.
hy vọng mấy cái trong, hy vọng mấy cái trong vườn này. Cái này không biết nước ngập không nữa đây nè, nước ngập tiêu mấy cái kia hết trơn rồi cả nhà. Cái này đói nữa rồi. Ủa cái bẫy này đâu rồi? Đây nè, ngập lúc ở trên này trơn. Ồ, rồi dính gắn chết nè. Rồi dính gắn hổ. Bà nội nó đâu đây có nữa vậy trời. Dính gắn hổ mà nó chết rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái khoang của nó nè. Trời ơi, đâu đây nữa cho bà. Nè, nãy giờ nước ngập tấn cuốn coi nè. Cả chục mười mấy cái vậy cả nhà. Bó tay luôn, bữa nay đói vậy. Ở đây nước nó không ngập nè, không biết tình hình sao, dính không nữa. Trời ơi, chết quớt luôn. Còn chuột đó nha. Để đặt lại nha. Là tình hình xác định là bữa nay xác định rồi đó. Dưới đây cái nữa nè, không biết nước có ngập không nè. Ừ, sao lội quẩy nước ra mẹ luôn rồi. Đứng vào đây luôn rồi. Không xuống gì không? Ô, chuột chết hay gì rồi. Ờ, dính nè. Dính được con hành nè cả nhà. Nè, con hành nè. Mới... Để con đặt lại cho bẫy mới nha. Quẹt bay ra ngoài luôn. Có xe à? Xe để tặng... Đây, tới luồng mới rồi nè cả nhà. Còn này phải đằng kia. Dưới cà sản luôn rồi. Trong cái luồng mới nó có dính cả nhà. Đặt nhét lúc ở dưới đây luôn nè. Dính vết gì không? Rồi, không thấy phân tướng gì trên cả nhà. Còn chuột nữa nè. Luồng mới cũng trong rồi cho nó dính. Chuột cũ dính có hai con à. Ba mấy cái dính hai con này, cái này bốn con nhưng mà nó chết, nước nó ngập nó chết hai con, một con hổ, hổ ngựa, một con gắn hổ, hổ đất luôn. Này còn có mười mấy cái à, nó cuốn bẫy nhiều lắm, nhiều nè, này đói luôn rồi. Đây tới cái bẫy tiếp theo này trời, cả nhà, bà nội mày sủa. Ồ có phân nè, ồ lú cái đuôi con hổ hành kìa, lú đuôi con hành nè cả nhà. Ha, hành ba hay gì rồi, hành ba cả nhà, kệ đi, dính có hơn không nè cả nhà, cú vớt cái tiền chuột rồi lại cũng được. À, để tấn đặt lại cái bẫy mới nha, rồi tấn kiếm cái chỗ nào mát mát, tấn bắt gắn ra cả nhà. Đây tấn bắt gắn ra cả nhà. Bữa nay xong xong hàng này. Được ba con, ba gắn ba. Bắt ra thì bỏ vô túi đi cho nó lấy hên đi. Đem hai cái túi đó bà. Không có cái giống gì kìa. Nước ngập lên quá trời lên, bữa hôm mưa bão đó. Rồi thêm nước gầm này nè. Lên nè. Bữa nay không có hàng quýt rồi. Để coi cây còn mười mấy cái đó có cứu vớt được cái nào không. Tranh thủ tấn bắt ra rồi tấn đi thăm cho hết cái luồng rồi tấn đi đặt mớ bẫy tấn rút nè, con này không biết được nhì không nè,
con này cũng có thể được nhì nè nha cả nhà. Con này có thể trên ba lạng nè, nhưng chồng cho được nhì vậy cũng có thể ba lạng, hơn ba lạng. Không có cân nên không có đoán được chính xác cả nhà. Cuốn cho một bẫy, một đống bẫy kìa, nước ngập quá cũng phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Nên là không có hàng whip để quay cho cả nhà xem mà. Đóng ra ở trong hoài với không. Tính ra là được 5 con đó, 5 con, một con hổ ngựa nữa với một con hổ kia, một con hổ đất mà nó chết rồi, con hổ đất nó chết rồi. Được 3 con à. Còn mấy cái nữa là trong kiếm được con hai con bự bự nó cứu khổ rồi. Rồi để Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Đây cái này nè cả nhà. Cái kiểu này là bữa nay chỉ có tiên cứu mới nổi thôi chứ không ai cứu nổi chẳng. Trời trời, tiên cứu thiệt rồi nè cả nhà ơi. Dính con hành. Ôi hành 3 tính đâu. Nó nằm. Tính đâu nó đột ra ngoài, tính đâu hành nhất rồi. Trời ơi, tính đâu tiên cứu thiệt rồi. Rồi để Tấn đặt lại cho bẫy mới nha. Bà Tiên ơi cứu con, chứ không ai cứu con nổi bữa nay trơn bà Tiên ơi. Ôi chắc chết chuột nữa, nước ngập tè le trơn rồi. Đặt lúc trên này nè. Trời ơi chết rồi cả nhà. Chết con hành nè. Ôi mới chết mà dư quặc à. Nè. Ôi mới chết rồi. Rồi để con đặt lại cái bẫy mới cả nhà. Nước ngập gì phải năng lạnh nha, đặt trên lúc trên cao rồi. Nè, lúc dưới đó lên đây có 2 mét. Đây cái nè cả nhà. Còn có mấy cái nè, 2-3 cái gì nữa. Trời, cái này chết chuột luôn rồi. Ủa, dính gắn nhì cả nhà. Được con hành nhì nè. Con này nhì nha. Chắc chừng 5 lạng à, 4 lạng mấy, 5 lạng à cả nhà. Nè. 5 lạng, hơn 5 lạng chút à. Cả hay cứu giáp, khúc cuối cũng được, chút đỉnh. Không có tiền xăng, tiền cộ nghe. Nè. Rồi, để Tấn đặt lại cho bẫy mới cả nhà. Rồi, để Tấn bắt gắn nha cả nhà. Đi thở như trâu rồi. Chết quá không có gì chắc. Có được 2 con nè. 2 con cuối cùng. Tấn thăm 7 xong rồi cả nhà. Con không biết được nhất không nè. Thấy cũng trọng trọng nè. Gán nhất cứu vớt coi. Gáp thôi được 6 luôn rồi. Chụp nhất không nữa nè. Trọng lắm nè. Dìa canh mới biết đường nha. Chứ còn đón thì đón phỏng phỏng thôi, chừng 5-6 lạng. Đón đại thôi chứ đâu có đón chính xác được. Nè. Thấy bị ngang cái bảng nó cũng bự lắm nè cả nhà. Nè. Chắc được nhất mà cũng trọng quá nè, cũng cả 6 lạng à. À, để Tấn bắt ra cái nhà. Nói hoài tranh thủ về rồi một giờ mấy rồi. Cái gì dưới xa thấy bà đi xa mà chết quốc. Con này chắc có thể được nhất đó cả nhà. Ồ con này nhất cả nhà.
chắc cả 6 lạng 2 à. Để về canh thử mới biết được. Đóng ngò không được. Chung là cũng được ký ngoài. Do chết chuột quá trời, nước ngập. Còn hành không nha, nãy được con ngựa với con hậu đất mà nó chết rồi, chết sớm giờ đâu cũng 3-4 con gì đó cả nhà. Thôi cũng được à, cũng cả ký gử à, chứ đâu ít đâu. Cũng kiếm tiền chuột được cả nhà ấy. Cả nhà mình xem á, đăng ký kênh ủng hộ Tấn Nga cả nhà, để có động lực á, Tấn làm hay là ra những cái clip tiếp theo hay hơn, chất lượng hơn cho cả nhà mình xem nha. Thì cuối clip Tấn cũng xin kết thúc clip luôn. Cũng xin chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà.